Mến chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn là quay bán giùm ông anh mình một con máy là Kubota 3000 nha các bạn. Thì máy này là đã được tháp đầu DC68 nha. Và nguyên bộ này gồm là dàn sới và bánh lồng luôn nha các bạn. Thì máy đã tháp đầu DC68 và được bán với giá là 45 triệu. Thì các bạn nào có thiện chí ưng ý mua cái máy này vậy? Và các bạn cần thêm cái thông tin là máy là hộp số này kia thì các bạn hãy liên hệ cái số điện thoại trên phần tiêu đề video nha các bạn. Thì anh sẽ báo cho bạn là vị trí máy nằm ở đâu và cái tình trạng máy ra sao nha các bạn. Thì đây là bánh lòng và dàn sới. Thì anh bán với giá là 45 triệu nha. Kubota 3001 nha các bạn. Và được tháp động cơ là DC68 nha. Các bạn nào có thiện chí mua thì hãy liên hệ số điện thoại trên tiêu đề nha các bạn. Thì về cái số điện thoại trên tiêu đề thì một vài tuần mình sẽ gỡ xuống để tránh làm phiền đến ảnh nha. Thì đây là chỉ cái hình ảnh, những cái hình ảnh sơ lược thôi nha các bạn. Thì các bạn nào có gần, có cần cái nhu cầu liên hệ cho ảnh á, thì các bạn liên hệ số điện thoại trên phần tiêu đề để đi xem máy nha. Ảnh sẽ báo cho bạn là tình trạng máy như thế nào và vị trí máy nằm ở đâu. Thì các bạn có thể là nếu mà ưng ý với cái giá và cái chất lượng máy thì các bạn có thể đi xem máy trực tiếp để xem nha. Còn cái hình ảnh này là chỉ cung cấp cho mình nên nó thật sự nó không có rõ lắm nha các bạn. Thì rất mong các bạn là thông cảm cho mình về cái vấn đề này nha. Nếu mà cái máy nào ở gần nhà mình thì mình sẽ là gắn gimbal mình đi quay rất là chi tiết cho các bạn nha. Còn cái này thì ở xa mình không có đi quay chi tiết được các bạn, thì mình chỉ đăng dùm cho các ảnh thôi nha các bạn. Thì rất mong các bạn thông cảm và thời gian tới ủng hộ kênh để mình có động lực ra thêm nhiều cái video mới nha các bạn, cũng như mình săn những cái đồ bãi phụ tùng cơ giới hoặc là bán máy cài này kia nha các bạn, bán bà lan luôn nha. Thì chia sẻ đến các bạn nào có nhu cầu cần dùng á, các bạn có thể mua và sử dụng nha các bạn. Thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video, ấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ kênh mình nha. Thì góp thêm cho mình nhiều động lực để mình ra thêm nhiều video chia sẻ đến các bạn nha các bạn.